áp dụng các biện pháp phòng bệnh, đó là bổn phận của người công dân và đó cũng là lời mời gọi của Đức Bác Ái. Chúng ta cầu xin Chúa cho dịch bệnh sớm chấm dứt, xin cho quê hương đất nước chúng ta sớm trở lại bình an. Tôi xin kính chúc quý ông bà và anh chị em luôn mạnh khỏe bình an, mặc dù trong bối cảnh nào, như lời Chúa hôm nay nói với chúng ta vẫn tin tưởng phó thác vào Chúa vì người dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường.